X88 Nhà đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tọa lạc tại Miếu Hai Xã và đang được giao bán với giá 1 tỷ 350 triệu. Căn nhà có diện tích 33m², 2,5 tầng với thiết kế hiện đại, hướng Đông Bắc. Cấu trúc của căn nhà bao gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng thờ và sân phơi. Tầng 1 của căn nhà bao gồm phòng khách và phòng bếp thông nhau, được ngăn cách nhau bởi cửa kính cường lực chắc chắn. Phần trước của tầng 1 là phòng khách được lát nền đá màu nâu già gỗ tạo cảm giác ấm cúng cho ngôi nhà. Đi sâu vào trong là không gian phòng bếp. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Nhà nằm trong ngõ rộng hơn 2m, xe máy đi lại thoải mái. Trên khu vực các tầng phía trên được chia ra thành các phòng ngủ đẹp và rộng với đầy đủ công năng. Nhà nằm trong khu vực dân cư đông đúc, an ninh đảm bảo an toàn, nằm ngay trung tâm thành phố, đi lại các nơi rất tiện lợi. Chỉ với 1 tỷ 350 triệu đồng là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 33m², 2,5 tầng. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.